center trên toàn thế giới rồi. 19 cái data center trên toàn thế giới. Thì ở Việt Nam mình có là ở Singapore, ở Hồng Kông, ở Úc và ở Nhật. Ha, đây là những cái data center hiện tại của Microsoft. Còn các chị cũng nghe, có thể nghe về Microsoft Azure ở Trung Quốc. Nhưng mà Microsoft Azure ở Trung Quốc là cái dành riêng cho các nước họ thôi, không có tốt nhất ở bên ngoài. Cho nên mình không có mua được trên cloud thôi. Thì đây là 16 cái nơi mà các chị hãy mua được. Đặc biệt là bây giờ các chị làm những phần mềm mà khách hàng của mình bên Mỹ hay là khách hàng của mình muốn cho mình set up một cái data center ở Việt Nam, đúng không? Thì rất là khó cho họ access vô. Thì public cloud ở trên chị giải quyết được gì đó. Thì cái em xin mặt tôi là cái data center riêng ha. Ở từng quốc gia, nhưng mà cái đó các chị không thể mua được trên cái model cloud. Chỉ có những cái data center của Microsoft thì chị mới mua được thôi. Ha, thì hiện tại có 19 cái cây vision như vậy ở khắp nơi. Thì đây là một số các con số thống kê về cái những cái con số chuyển nhân về cái Microsoft Azure. Các chị thấy là bây giờ hầu như là trong những 500 công ty lớn nhất thế giới thì 57% có đã dùng Microsoft Azure rồi. Ha, và mình có hơn 300.000 active website. Thì con số mới nhất mà bên mình có được đó là 1.200.000 active website trên toàn thế giới. Mình có hơn 1.000.000 cái SQL database, đúng không? Đây là tất cả những cái số liệu ha. Và Microsoft kết hợp với rất là nhiều bạn hơn để có dịch vụ. Các chị thấy là mình có là gì ạ? Anh chị cần dịch vụ Oracle trên Microsoft Azure mình có. Các chị cần SAP hay chị cần Salesforce. Tất cả những cái phần này Microsoft đều tích hợp trong cái phần của Microsoft Azure. Thì các chị thấy là cái màu trắng là những cái service mà Microsoft cung cấp ra trong năm 2014 ha. Mà thực sự là chị thấy rất là nhiều, đúng không? Và nếu như bây giờ các chị còn đã thử dùng đăng ký account Microsoft Azure, các chị chỉ cần trong vòng 1 tháng thôi, các chị thấy càng ngày Microsoft càng có nhiều service ở trên Microsoft Azure. Tại sao? Tại vì hiện nay hầu như là mọi người đang làm ứng dụng mobile hoặc là phần software service, thì Microsoft cung cấp dịch vụ hạ tầng phía dưới cho mình càng nhiều càng tốt, để cho mình không cần phải quan tâm nhiều. Các chị giả sử giờ mình nói có một dịch vụ đơn giản là vậy. Các chị có một cái phần mềm hay là có một cái cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn. Sau bây giờ anh chị cần làm một cái hệ thống để search cho nó. Các chị nếu mà các chị làm search thì chị làm rất là nhiều thứ, đúng không? Nếu mình dùng SQL Server thì mình dùng full text search. Nếu mà mình dùng những cái nền tảng khác thì mình phải dùng những cái phần mềm search riêng, như là mình dùng Solr hay là mình dùng cái Lucene v.v. hay là dùng Elasticsearch v.v. rất là nhiều cái khác. Và chưa kể là cái phần search đó, nó cơ chế nó scale như thế nào, các chị phải lo được chuyện đó. Thì Microsoft Azure mới gần đây ra một dịch vụ mình gọi là search as a service. Các chị chỉ cần tạo một cái dịch vụ, xong các chị nói là database của anh chị hay là dịch vụ của chị là đây, thì cái chuyện mà scale search như thế nào các chị phải tự cái đó Microsoft lo cho mình luôn, không cần phải lo cái chuyện đó nữa. Ha, đó là những cái mà Microsoft Azure các chị thấy rất là nhiều cái dịch vụ khác nhau đưa ra thị trường. Thì một cái điểm mạnh của Microsoft Azure mà khác hẳn so với những cái dạng cấp dịch vụ khác, các chị thấy là cái mô hình của mình là gồm có hai bức cloud, có nghĩa là bây giờ thì kết nối giữa Microsoft Azure và hạ tầng của mình, hạ tầng riêng của mình và Microsoft Azure. Mình nói là nếu như bây giờ khách hàng của mình là hoàn toàn ở Việt Nam giống như là bây giờ mình nói là công ty mình là streaming video ở Việt Nam, thì nếu bây giờ mình bỏ streaming trên video đi nước ngoài thì mình không biết rằng là băng thông như thế nào, thì các chị vẫn có thể dùng hạ tầng riêng của mình và các chị phải kết nối với dịch vụ trên Microsoft Azure. Và hai cái này nó phù hợp với nhau rất là tốt ha. Nếu mà tất cả hạ tầng đó mình làm được dịch vụ Microsoft, mình có những cái hai scale ha. Cái scale giữa trên hạ tầng local và trên cái gì đó mày public cloud được luôn với nhau. Và đặc biệt các bạn Microsoft có một số cái chứng nhận từ những cái đáp ứng được tiêu chí của những cái công ty, các chị biết những công ty đặc biệt muốn tiến ngoài, thì những cái đòi hỏi của họ về cái level của enterprise cũng cao, giống như là phần mềm phải đáp ứng những tiêu chí gì, cái băng thông mạng như thế nào vân, thì những cái tiêu chí đó Microsoft Azure đã được đáp ứng rồi. Thì những cái điểm đó anh chị thấy là nếu mà các chị lên mạng anh chị xem về cái enterprise rate của Microsoft rất là cao, những cái như AT&T hay những cái dịch vụ khác đánh giá rất là cao như nhu cầu đó. Đối với lại cái server Microsoft á, thì thấy là mình có một cái lớp phân chuẩn với nhau ha, và mình có mình có thể dùng Microsoft Azure, mình có thể dùng cái service provider của những dịch vụ khác, và mình có thể dùng một cái hạ tầng riêng của mình. Tất cả ba cái này nó sẽ kết hợp được với nhau và triển khai cái dịch vụ trên đó.
đó. Và đây là một cái mô hình, mà rất là nhiều công ty đã xài, nếu như mà họ có data center riêng rồi. Thì cái gì biết đối với một cái công ty mà có họ có một cái hợp data center riêng, cái vấn đề khó nhất của họ là gì nữa? Backup và disaster recovery. Tại vì cái chuyện mà backup, restore hay disaster recovery thì cái chi phí rất là lớn. Mà những cái đó thực sự nó là một cái vô hình. Tại các chị có bao giờ các chị thấy là khi mà các chị nói là anh chị lên gặp sếp của mình đúng không ạ? Nói là bây giờ em cần bây giờ thì hiện tại hạ tầng của mình đầu tư là 100.000 đô rồi, bây giờ em cần thêm 50.000 đô nữa để em mua những cái server để dùng để backup những chuyện đó ha. Các bạn là backup tất bao giờ xài không? Thật sự cái chuyện xài không mình đâu biết đúng không? Mình cần phải backup những cái đó và chi phí để làm những cái hạ tầng backup rất là lớn, đặc biệt là những cái DR server là không chỉ được, nó giống như